Ơn ừ. Cười quá mà chửi chứ. Diễn một tiểu phẩm với mọi người đi nào. Trời ơi. Hay quá đẹp. I love you. Mọi người đừng hỏi đáp nữa nhá. Ừ, chàng quá đó chị. Ừ. Chàng quá chưa? Mọi người thấy chàng quá coi chúng ta bên Nhã Phương. Múc băng là bây giờ giả bộ mình là bắt búp tập của em. Múc băng đi mọi người. Mới chụp like hôm qua kìa. Ok, được. Tươi. Cảm ơn mọi người. Mà không sao. Ê, sao chỉ có cái trái tim đó là cái cỡ bỏ cuốn vậy? Được không chứ giống cùng khung quá. Ồ. Hay gì ta? Nè. À chị hiểu rồi, hay gì đây anh chị ăn cái này nha. Ơi. Chua chua. Chú Trường Giang đâu rồi? Chú Trường Giang lên nhạc rồi. Chú hát karaoke okay, mọi người. Kìa bác cũng được tặng kìa. Ở ngoài đời chị mà như thì chị sẽ bỏ. Bỏ gì chị? Đi gì? Tôi nghe căng vậy. Tư vấn hôn nhân gia đình đây vậy chị? Gia đình đang hạnh phúc nha chị. Anh đưa cái mặt vô nè. Đây nè. Cảm ơn em. Nhỏ em tôi đẹp gái quá rồi. Không đây nè. Còn nhỏ chơi nói từ đi anh kìa. Chơi nói từ hả? Thôi. Đang vui mọi người. Ủa ngon. Ủa ngon mừng. Em ăn rồi, em ăn nãy giờ rồi. Kệ em. Kim thì coi chứ. Ủa, nữ hoàng thôi. Ăn đúng không? Ừ. Mua đây, mua đây. Cuối cùng á. Em đi tìm. Trong rác để đây xíu là mình hút luôn. Đâu sẽ về nhà đây. Không có. Em có bị ngớ không? Em đi tìm cái đồ dục cái này nè. À. Quá đẹp luôn này. Đọc tương tác của các bạn đúng không? Đọc đi em đọc đi. Em không biết được. Không cần hả? Không cần. Em cần không? Không. Mà chữ nó nhỏ quá. Mình có nên để đây giờ đây nhập hội lại tốt luôn không? Không đây để tí nữa còn đi hiểu không? Có cái gì mà hay. Mọi người hãy giúp chị Nabi Nhã Phương, mọi người xin cho một subscribe đi ạ. Không cái gì mà giống như được bao nhiêu. Ủa mai em kiểm tra rồi đổi em đi chơi là sao? Hai đứa em kiểm tra mông gì mới được. Nhớ đi bán hàng đó, bây giờ đi. Bán hết là bao nhiêu người coi? Hả? Target của chị là bao nhiêu người coi? Hả? Được 4 ngày mấy rồi nè. 3 người hả? Mọi sao? Người ơi, mọi người cho một xe đi, mọi người cho một xe đi, giúp chúng tôi lên 10.000, giúp chúng tôi lên 10.000 đi mọi người ơi. Nếu như mà lên 10.000 mắt chúng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục lộn mèo. Ngay tại đây. Cái này là anh diễn mà em không diễn. Em sẽ đoán. Lộn mèo. Em sẽ đoán. Nha mọi người, 10.000 tôi sẽ lộn mèo ngay tại đây nha mọi người. Đó. Có nhà chắc lên rồi đó. Thấy chưa? Hello em, Đỗ Thị Dũng. Quá trời rồi. Ừ. Cho mình quay ba. Hay quá. Đi thôi. Chị Phương cầm máy đi. Em cầm luôn đi nó ra. Nói vậy đó. Mấy chị nó. Kênh chị. Ủa kênh chị nó đưa em ra luôn vậy? Mày subscribe cho chị đi đó nè nè. Đây bây giờ mình sẽ đổi địa điểm cho mọi người. Cho mọi người xem. À. Ghê chưa? Ghê chưa? Đẹp lắm mọi người. Đây nè, giờ cao 13 nha. Tối nay sẽ là ngủ đây. Chị? Chị ơi, chị nói một câu để 10.000 người thì như thế nào nè? 10.000, các em lên 10.000 like. Chị sẽ lộn mèo. 10.000 người coi, 10.000 người coi. 10.000 người coi đi, cắt la sẽ lộn 2 vòng. Ủa, sao chị chứ? Sao chị lên giọng vậy? Còn lăn nữa. Sao chị lên 2 vòng vậy? Nha mọi người, nếu mà lên 10.000 mắt, phát la sẽ lộn mèo ngay tại nhà trọ Destiny này nha. Nay là mọi người xuống chơi thôi chứ không có quay. Đó, mọi người thấy nè. Đồ đẹp dữ ta. Cái la chứ. Không giờ sao mà đồ đẹp không đi chơi rồi. Sao đâu mà nhà nấu nướng cho em ơi. Ơi, đi qua mọi người. Dễ sợ. À vừa có trái nữa nè. Ủa có cây dừa nữa anh. Chỗ này nhiều cây dữ ta. Dừa trái đó. Nè. Đó phải 3 tuần nữa mới ăn được. Đảo quá ta. Còn xếp đồ trong kia nữa thì mình đem ở đây nữa. Hả? Bàn ghế rồi đó đẹp. Dạng giống. Nè đưa qua em cái rớt nè. Ủa cái rớt hả? Kênh của chị mà. Nói gì đi.
Đồng ơi, chị tương tác đi. Bây giờ 10.000 người coi cho Phát La với Trường Giang lộn mèo. Nãy Phát La hứa rồi, mọi người hãy đẩy view lên đi, đẩy view lên giúp em đi ạ. 10.000 mắt xem Phát La sẽ lộn mèo tại đây ạ. Thoát y đi thì cũng thật. Hứa thoát y lên nhìn lắm. Ai còn nhiều TikTok, nó có nhiều cái đẹp hả? Nào TikTok Instagram mày có like được không? Cái đó là cái trăm á Phát. Cái là cái trăm. Tầm này là lên đồ đi chơi với em ạ. Thì cái dầu, này là cái sabuche. Sabuche ăn sáng mấy đợt rồi. Đi chơi. Hơi viên ngọt lắm. Lạnh luôn ạ, mắt lạnh luôn á. Ơ. Cái này là ship à chị? Cay quá. Hả? À. Không có, ở đâu ra mà ở đâu ra mà có? Thì 10.000 cho ăn leo cây nữa thì được 10.000 nếu mọi người ăn leo cây cho mọi người coi. Quá. Xuống sau thì cũng đã tính sau. Mọi người không? Có mấy đứa em quá tuyệt vời. Đúng. Chỉ cần lên 10.000 nhỏ em á là nó leo cây, còn thằng em là nó lộn mèo. Đúng rồi. Chị Ngân quá trời, thấy nhỏ em bé đẹp gái không? Nó quá đẹp luôn mọi người ơi, chết rồi chết thiệt. Ba chị em đều đẹp. Quá xinh đẹp luôn. Ba chị em luôn. Chị mà ế mọi người. Chị có buồn. Ôi sao cái khúc này chị lên tiếng như vậy? Chị bán em. Chị bán. Chị bán em bất chấp vậy. Ai đưa đường đường bán em hả? Đừng để chị bán bạn. Chưa bao giờ thành công ai. Đúng rồi. Cái đứa chưa được đi bán. Vậy hả? Nhưng mà chưa được lần nào á. Là chị Phương bán chị mà không được phải không? À, không được. Tính ra hai vợ chồng y chang. Bán em bao nhiêu năm rồi? Vậy hả? Bán hoài mà không được là bây giờ hôm nay bán đi, bây giờ bán được không nè? Qua cái sổ là cơn mưa đang đổ chị. Trời ơi, đẹp quá. Phát sáng luôn á. Trời sao phát sáng dữ vậy em, đẹp dữ vậy em. 10.000 người xem, Phát La xin hứa. 10.000 người xem. Đụng xuống hai hàng nữa. Mày hứa chị rồi. Bạn của bạn sao bắt cực ơi, bạn nói gì kỳ vậy? Đã follow chủ phòng này kìa, quá trời người follow rồi đó. Cảm ơn ạ, à, cảm ơn ạ. À. Chồng ra kêu gọi vợ đi. À, chị để chưa quay clip. Anh Phát La này đẹp trai quá, cảm ơn em. Đúng rồi. 10, chỉ cần 10.000 người ta. Ôi cái mặt em nó mới giật filter em bị hết hồn. Cái mặt nó bị giật về cái chế độ cũ anh. Đã follow kìa, quá tuyệt vời. Để supply đi kìa. Ân xinh quá kìa. Ân xinh lắm, mọi người ơi. Bán nhỏ em đi kìa. 20.000 người coi. Thiên Ân sẽ tẩy trang. 20.000 người coi. Anh ơi em la em để mặt mọc hoài hà. Tiếng là Kim Xuyến làm cái gì đó, làm bánh tráng trộn đó. Chưa có nước suối nữa hả? Có sao không có? Trời có sẵn mấy chai nước suối nước ngoài á, chai thủy tinh đó. Ê, cát này đảo nè, dập được á. Cát này là lấy ngoài biển về đổ nhưng mà. Ở đâu ra? Cát này mình mua cái cát người ta tẩy á. Lấy ngoài biển về nó đâu có dơ lắm. Sao người ta lấy, người ta tẩy, xong tẩy người ta bán cho mình. Nhưng mà nhìn y chang ngoài biển. Đổ chừng này cát nhiều. Phải họ kêu là em hát đi. Xíu tối đi mọi người. Vậy thôi bây giờ mình tắt like xíu tối mình like hát đi ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ có những cột mốc như sau. 10.000 người coi Phát La lụm mèo, 20.000 người coi Thiên Ngân tẩy trang, 30.000 người coi hai đứa vừa lộn mèo vừa tẩy trang. Game dễ quá nhở. Game dễ đó với em quá. Thiên Ngân hát này kìa, Thiên Ngân kìa. Thiên Ngân hát dở lắm, đừng có bắt hát nữa. Trong sao nhập ngũ hát gì nghe cũng đã hả? 5.000 người nữa thôi, chỉ cần 5.000 người nữa thôi tôi sẽ công khai bí mật. 5.000 người nữa thôi tôi sẽ công khai bí mật. Xạo vậy. Ai xạo vậy. Tôi nói là tôi làm. Mấy bí mật của anh Giang. Nói là tôi làm chỉ cần 5.000 người nữa thôi, chứ cần bây giờ bao nhiêu rồi, bây giờ bao nhiêu rồi, 2.400. Bây giờ nên lên 7.400 đi, tôi công khai bí mật cho mọi người xem, mọi người biết. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Mà bữa tự nhiên công khai gì, ông cố ngoại em là thái giám. Anh tào lao đi. Sợ quá, tôi thực sợ hãi quá. Kìa, 10.000 người bán chân đi kìa chị. Ác quá luôn rồi đó. Bán dở hả? Tại sao bán hơn bất chấp. Thôi bây giờ 5.000 người chị bán liền. 10.000 nó lâu quá, 5.000 chị bán luôn. Em bị nó yếu quá rồi mọi người ơi. Tối nữa, xíu nữa, mấy giá karaoke ta. Ở đây có bồn nước luôn nè. Lâu lâu ra làm pha chế đã lắm. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bây giờ chúng... Bye bye đi, để xíu nữa, 7 giờ tối. À, mấy giờ rồi? Hẹn đi, chị hẹn đi. Mấy giờ mình hát karaoke? 8 giờ không? Xíu 8 giờ. 8 giờ chúng ta sẽ quay lại để cầm xem những ca sĩ mới nổi của làng giải trí của chúng ta. Đây.
Em mọi người lúc 8 giờ tối nha. Có son luôn hả chị?